Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về một món sốt bằng thịt rất là ngon, bằng thịt xay đấy ạ. Làm sốt để ăn cơm cháy hoặc làm phết vào pizza, hoặc các bạn có thể kẹp vào bánh mì cũng rất là ngon. Sau đây thì mình chia sẻ cách làm các bạn nhé. Ở đây thì các bạn cần phải chuẩn bị những nguyên liệu và những thức làm không có gì là khó, đó là thịt xay. Ở đây thì mình sử dụng vừa thịt lợn vừa thịt bò mình xay cho nên là nó đỏ như thế này. Thì các bạn biết là khi mà mình làm một cái món thịt như thế này ấy, các bạn có thể sử dụng làm nem hoặc làm nước sốt rất là ngon và thơm và ngọt đấy ạ. Thì các bạn muốn ngon thơm thì các bạn làm cả thịt bò lẫn thịt lợn, còn không thì các bạn có thể làm thịt lợn không cũng được. Và tiếp đến là một chút các bạn có thể sử dụng bột năng hoặc bột sắn dây nhé. Và đây là một chút giấm tỏi thì mình không có, mình không dùng chanh thì mình sẽ dùng giấm. Giấm ở đây thì các loại giấm thì mình là ngâm tỏi rồi, còn các bạn có thể dùng giấm trắng cũng được ạ. Đây là hành tỏi và lá hành để mình cho vào sau cho nó thêm đẹp màu ấy ạ. Và tiếp đến là một chút gia vị và thể thiếu đó là món đường, nếu ăn làm sốt chưa ngọt thì mình có đường rồi ạ. Thế ở dưới thì mình sẽ ngâm cái nước đấy các bạn, cho nước vào cái bát bột sắn các bạn ngâm ở đấy cho nó nở ra, nó tan ra, sau khi mình vừa quậy lên mình đổ vào thôi. Và bây giờ mình có thêm bột cái bột hoa hiên ấy ạ, thì các bạn có thể tạo màu, còn không thì các bạn có thể sử dụng cái dầu điều cũng được nhé. Đấy thì để mình tạo màu ấy, không thì các bạn có thể là thay bằng cái bột cà chua cũng được, sốt cà chua ấy. Thì ở đây trước hết thì hành tỏi mình đã bóc rồi, thì bây giờ mình đi đập dập băm nhỏ ra để mình đi nấu cho nó thơm ấy. Với cách làm rất là đơn giản thôi thì các bạn có thể là làm một chút thì mình ăn, làm mình có thể làm sốt ăn với cơm cũng được, rất là ngon. Đấy, cái hành cái tỏi này các bạn cắt khúc ngắn ra. Bây giờ mình đã chuẩn bị xong rồi và thịt mình cũng đã hoàn thành rồi. Công đoạn là xay thì mình đã nhờ người thịt xay, thợ thịt đi họ xay cho mình về đỡ bị băm ạ. Và bây giờ thì mình sẽ đi nấu, thì mình sẽ cho cái hành khô này vào để mình phi cho nó thơm lên. Khi có mùi này rồi thì cực kỳ thơm luôn đấy các bạn ạ. Mình đảo cho nó thơm lên. Sau đó là mình cho cái thịt lợn, thịt bò xay, thịt xay vào. Và mình đảo liền tay để cho nó tan ra đấy ạ. Đây các bạn cứ đảo cho cái thịt nó săn lên. Thì ở đây bắt đầu mình cho muối, gia vị, bột canh, nước mắm. Bắt đầu thì các bạn có thể làm đường nữa nhé.
Ban đầu thì các bạn có thể là đảo như những cái thịt là món thịt băm bình thường ấy. Sau thì mình mới chế những cái gia vị vào thì các bạn biết là nó tạo nên cái hương vị và cái mùi rất là thơm và hấp dẫn ạ. Đấy, và mình ngọt có rồi, mặn có rồi thì mình thêm một xíu để cho nó chua chua ấy. Các bạn ăn thấy là trong cái sốt này, cái sốt thịt này mình ăn có vừa vị chua, vị ngọt rất là ngon đấy ạ. Cho thêm khoảng 2,2-2,5 thìa giấm, thìa giấm trắng cũng được. Các bạn có thể không có giấm, các bạn sử dụng nước cốt chanh. Thì sau khi mình xào cái thịt lợn nó đã mắm muối ngấm rồi thì bây giờ mình tiến hành mình đổ cái bột sắn này vào để cho nó tạo cái độ sánh ấy. Nhưng mà các bạn ăn đặc thì các bạn có thể cho lên bột sắn lên một chút, còn các bạn ăn loãng này các bạn có thể khuấy lỏng lỏng ra, gọi là có độ sền sệt là được rồi ạ. Thế và khi ban đầu thì nó đặc như thế này và các bạn quấy nên là khi nó đặc quá thì các bạn có thể cho thêm ít nước vào để khi mình ăn cái độ nó chỉ sệt sệt thôi ạ. Đây là nước lọc ạ. Đấy, các bạn cứ quậy dần nên là sẽ tạo thành bột trong đấy ạ. Bây giờ mình cho thêm tí màu vào. Nếu mà mình thấy mà các bạn sợ màu là nhá, thì các bạn có thể là đun thêm ít cà chua lên, sau đó các bạn dầm nhuyễn nó ra và các bạn lấy cái nước để cho vào đây thì tạo màu cho một món ăn này rất là hấp dẫn. Đấy, thì các bạn thấy màu rất là đẹp rồi đúng không ạ? Độ sôi của bột sắn đã là lệch sạch rồi, rất là thơm ấy ạ. Thơm lắm. Đấy, thì các bạn thấy là công đoạn làm sốt nó chua ngọt đến đây đã xong rồi đấy. Thì các bạn cho vài cái hành lá vào để điểm cho nó màu thêm sinh động hơn. Còn các bạn mà làm cho còn chị ăn thì các bạn không cần phải cho hành cũng được. Đấy, thế là video của mình đến đây đã kết thúc xong rồi. Đấy, xong rồi đây các bạn ơi, rất thơm ngon và hấp dẫn luôn. Cái món ăn này các bạn có thể là cho vào bánh mì kẹp này, các bạn có thể là ăn sốt vào bánh mì này, các bạn có thể là làm bánh pizza cũng rất là ngon. Thế thì video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Các bạn hãy làm để có những món ăn cơm lạ miệng mà lại rất là ngon này các bạn nhé. Rất là sạch sẽ thôi, ngoài là cái bột sắn này, bột đây các bạn thấy rất là thơm ngon và hấp dẫn đúng không? Thế thì video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn làm được nhiều những món ngon và thành công sau mỗi lần luyện tập. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chúc các bạn làm nhiều và có nhiều món ngon để đãi cả nhà thơm ngon và thật lạ miệng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn làm được nhiều việc. Chữa bán vào vợ.